Hello, xin chào các bạn đã có mặt trong video này. Và trong video ngày hôm nay để bắt đầu thì tôi có một cái câu hỏi muốn dành cho tất cả chúng ta. Đó là người đàn ông trông hấp dẫn nhất là khi nào? Tôi thấy là chắc là có nhiều bạn cũng sẽ có câu trả lời ngay, vì các bạn đã nhìn thấy cái tiêu đề của cái video này rồi đúng không? Đó, vâng, một người đàn ông hấp dẫn nhất là khi họ tập trung vào một điều gì đó. Ví dụ như khi một người đàn ông tập trung đọc sách, khi một người đàn ông tập trung làm việc, khi mà một người đàn ông tập trung một cái món mà anh ta đang thích, món đồ chơi gì đó mà cái đam mê của anh ta, thì chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh đó là cái hình ảnh quyến rũ nhất của một người đàn ông đó các bạn. Câu hỏi số 2 có liên quan tới tập trung. Thì theo các bạn á, trong luật hấp dẫn á, có một cái câu nói liên quan tới cái từ khóa tập trung. Thì đó là câu nói nào? Đó là cái gì càng tập trung thì càng phát triển. Ví dụ như chúng ta càng tập trung với cái vào cái việc là chúng ta sẽ khởi nghiệp, sẽ bán hàng online, sẽ kinh doanh một cái gì đó, hoặc là tập trung đơn giản là cái việc học, hay tập trung đơn giản nhất là chúng ta muốn xây dựng một kênh YouTube có nhiều người xem, thì tùy thuộc vào cái mức độ tập trung của chúng ta, càng tập trung thì nó càng phát triển. Đó là lý do tại sao người ta luôn luôn khuyên là hãy tập trung, đừng có lan man, đừng có phân tâm, đừng có làm vừa làm cái này vừa làm cái kia, nó mất cái sự tập trung thì nó khó thành công lắm các bạn. Đó, và cái lời khuyên đó là câu đúng các bạn nha. Đó là một cái lời khuyên rất là chính xác. Và cái điều mà nữa, lưu ý nữa trước khi tôi chia sẻ cho các bạn 6 cái bí quyết để giúp cho chúng ta tập trung, đạt được trạng thái siêu tập trung và làm việc hiệu quả. Đó là cái lưu ý sau cùng, đó là khi mà chúng ta trải qua suốt một thời gian dài mà chúng ta sống á, chắc chắn các bạn cũng có những cái lúc mà chúng ta đạt được cái trạng thái siêu tập trung này. Lúc đó thì nó làm sao các bạn biết không? Chúng ta sẽ cảm thấy là cái thời gian nó dừng lại vậy đó. Chúng ta quên mất, ý thức chúng ta tạm thời nó ngừng. Chúng ta quên mất những cái gì đang diễn ra xung quanh. Chúng ta chỉ biết chìm đắm cái việc mà chúng ta đang làm, hoặc là cái mà chúng ta đang học thôi. Thì các bạn cứ tưởng tượng đi, lúc đó chúng ta cảm thấy như thế nào. Tôi chắc chắn một điều đầu tiên là chúng ta cảm thấy rất là happy, rất là cảm thấy thích cái điều đó. Chúng ta ước gì nó diễn ra nhiều hơn nữa trong cái cuộc sống của mình. Thứ hai là chắc chắn lúc đó là lúc chúng ta giải quyết hay là học tập á một cách hiệu quả nhất. Thứ ba là cái điều đó nó không xuất hiện được thường xuyên. Khổ là vậy á, giả sử mà trong cuộc sống là thường xuyên xảy ra cái được diễn ra cái cảm giác đó, cái cảm xúc tập trung đó, không, cái trạng thái tập trung đó nó diễn ra một cách thường xuyên thì nó hay quá. Nhưng mà tiếc là nó không có thường xuyên. Tất nhiên cũng có những người gọi là đã rèn luyện được, hoặc là bẩm sinh họ đạt được cái trạng thái tập trung cao được nhiều, thì các bạn sẽ thấy là cái kết quả là chính cái cuộc sống của họ là rất là tốt đẹp, và họ làm cái gì nó cũng thành công hơn. Vì chỉ khi một người nào đó tập trung toàn tâm toàn ý cho một việc gì đó thì cái hàm lượng sáng tạo cho cái công việc đó mới đạt được cái trạng thái cao nhất. Và khi một người hoàn toàn tập trung, dành hết tâm huyết, dành hết thời gian, dành hết cái tâm tư của mình vào một cái việc gì đó thì họ mới trở nên ưu tú, mới trở nên xuất sắc được các bạn. Vâng, và nếu như các bạn chưa đạt được cái trạng thái đó thường xuyên, các bạn vẫn rất hay bị phân tâm, các bạn cảm thấy một ngày trôi qua nó đủ thứ cái việc nó cứ chen vào cái cuộc sống của các bạn á, lúc thì đang làm việc điện thoại reo, lúc thì các bạn đang làm cái việc gì đó tí xíu các bạn lại mở điện thoại lên chat Facebook, rồi rất là nhiều cái kiểu như thế, và chúng ta cảm thấy là mình chưa quản lý được cái sự tập trung tốt, chưa có giải quyết được việc công việc cách hiệu quả, quản lý thời gian cũng không ok luôn. Thì tất cả quay về cái việc là chúng ta chưa biết cách để giúp cho mình tập trung hay đạt được trạng thái siêu tập trung mà tôi sẽ đề cập sau đây. Ok, bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn lần lượt 6 cái bí quyết giúp cho các bạn đạt được trạng thái siêu tập trung. Tôi gọi là trạng thái siêu tập trung có nghĩa là các bạn tập trung gần như tuyệt đối vào cái việc mình đang làm, và các bạn sẽ thấy happy, các bạn sẽ thấy các bạn giải quyết cái việc đó cực kỳ hiệu quả. Ok, let's go. Số 1 đó là planning.
Để chúng ta tập trung thì đầu tiên chúng ta phải planning. Nói planning hay là lên kế hoạch đó các bạn thì nó hơi xa xỉ với nhiều người, chúng ta không có quen với cái gì mà liên quan tới kế hoạch. Thì tôi nói các bạn này dễ lắm, đúng không? Đối với cái việc mà chúng ta phải tập trung thì cái cách số 1 này chúng ta chỉ cần viết ra. Mỗi ngày chúng ta chỉ cần viết ra thôi. Viết cái gì? Chúng ta viết ra những cái việc cần làm. Đó. Có người thì gọi nó là to-do list. Có người thì gọi nó là danh sách những việc cần làm. Thôi gọi cái gì cũng được, nhưng mà ít nhất các bạn phải làm nó. Mỗi ngày ít nhất các bạn viết ra 5 việc, 10 việc mà các bạn dự định sẽ làm trong ngày hôm nay. Khi viết ra những cái việc này á, thì tôi có lưu ý như sau. Các bạn có thể viết ra những cái việc mà nó khác biệt á. Ví dụ như đi ngủ á, thì tôi nghĩ các bạn không cần viết ra, đúng không? Ngày nào cũng đi ngủ. Hoặc là đi ăn á, thì ngày nào cũng ăn trưa, ngày nào cũng ăn sáng thì bạn không cần đưa vô. Có những cái việc có cái sự thay đổi thì đưa vô. Đó. Có những cái việc như thế nè, phân biệt kỹ, ngày nào cũng tập thể dục. Nhưng mà cái việc tập thể dục á, mỗi sáng mình dậy sớm mình tập thể dục đôi khi là mình rất là lười, đúng không? Phải ngày nào mình cũng dậy nổi. Thì cái việc này cũng là việc nên ghi ra, mặc dù nó cũng có sự lặp đi lặp lại, nhưng đó là việc rất là cần thiết. Và cái việc này không phải ai cũng làm được, thì mình ghi ra chứ. Ăn ngày nào cũng ăn được thì không cần ghi. Đó, được chưa nào? Hoặc là ngày nào cũng đọc sách á, thì cũng cần ghi ra luôn. Ghi một cái gạch đầu dòng là đọc sách. Mỗi lần mình làm việc đó đó, mình gạch, mình đánh dấu vô, mình đã hoàn thành. Nó sướng lắm các bạn. Nó giống như là một cái phần thưởng mà. Mình làm xong việc gì mình đánh dấu vô, thì cái cảm giác đánh dấu vô nó sướng lắm. Mình mà có được cái thói quen là mình ghi ra trước những cái gì mà mình cần làm, thì chúng ta sẽ thấy là tự nhiên cái con người mình nó chuyển từ cái con người mà làm việc tùy hứng sang cái con người làm việc có kế hoạch. Đấy, mà cái con người mà làm việc có kế hoạch là bạn đã đặt chân vào, một chân vào cái thành công rồi đó ha. Đó, đặt một chân vào cái nhóm những người thành công đó. Thì những người thành công thì điểm chung của họ thì làm việc có kế hoạch. Cái số 2 đó là môi trường. Môi trường, đây ý tôi muốn nói á, để tập trung, để siêu tập trung thì nó phụ thuộc rất lớn vào cái môi trường mà bạn đang ở, đang ngồi, đang làm việc á. Đó. Ví dụ như bạn bạn rất là muốn tập trung nha, rất muốn tập trung, nhưng mà bạn ngồi thấy nó quá ồn ào đấy. Ngồi ở cái xóm mà mấy bà hàng xóm đang cãi nhau chí chóe thì làm sao mà tập trung được. Chúng ta ngồi ở một cái quán cà phê, nhưng mà cái quán cà phê nó mở nhạc nó cũng rất là khó chịu. Thế là chúng ta cố gắng để tập trung. Thì cái cố gắng này thôi, nội cái nỗ lực để cố gắng tập trung nó làm chúng ta hết tập trung. Vì vậy thì cái số 2 chúng ta lưu ý là chúng ta, một là chúng ta tìm kiếm ra, hai là chúng ta tạo ra nó. Đó là cái môi trường giúp cho chúng ta tập trung. Tìm kiếm thì các bạn tìm cái cà phê nào, ví dụ đi cà phê đúng không, mình tìm cái cà phê nào nó yên tĩnh ha. Cũng có rất là nhiều quán cà phê yên tĩnh. Bản thân tôi ví dụ như đi cà phê thì tôi thấy là những cái cà phê Trung Nguyên á nó yên tĩnh hơn. Hoặc là tôi rất là thích những cái quán cà phê mà như cái kiểu là ngoài trời các bạn, quán những cà phê ngoài trời. Nhiều khi cái quán nó rất là bình dân thôi, nhưng mà nó nằm ở một cái gốc cây, nằm ở một góc phố mà nơi đó rất ít người ngồi. Hoặc là chúng ta làm sao để có một cái căn phòng mà nơi đó chúng ta có thể biệt lập với cái thế giới bên ngoài thì cũng rất là tốt. Cứ mỗi lần cần tập trung chúng ta cứ chui vô cái phòng chúng ta. Và cái cách thứ ba giúp cho chúng ta tập trung đó là sử dụng white noise. White noise đó là tiếng ồn trắng. Tiếng ồn trắng là cái gì? Bây giờ bạn đang ngủ tự nhiên có ai nói về vài câu ở đâu hàng xóm á, chửi nhau bạn tỉnh dậy liền, thì đó là do một cái tiếng động, một cái âm thanh gì đó nó đánh thức bạn dậy. Bạn đang rất tập trung đi, tự nhiên cái nghe chó sủa hay nghe một cái tiếng động gì đó khiến bạn mất tập trung. Thì cái cách số 3 này là dùng cái white noise. White noise có nghĩa là một cái tiếng mưa. Các bạn nghe tiếng mưa rắc liên tục. Bạn nghe white noise là một cái tiếng máy quạt. White noise là có thể là một cái tiếng giống như là cái máy xe tóc các bạn, nó kêu xè xè đó. Đó là những cái white noise. Thì thường white noise này nó có cái tác dụng của nó giúp cho một người dễ ngủ. Giống như các bạn nằm ngủ mà các bạn nghe ngoài trời mà mưa ra rất dễ ngủ luôn. Đó là white noise. Và thứ hai nó là nó giúp cho chúng ta tập trung và nó che lấp đi những cái tiếng ồn phát sinh. Ví dụ như
Có những ngày á, tự nhiên là con tôi nó khóc đêm, nó bệnh, nó khó chịu, nó khóc lên một tiếng vậy đó. Mình đang nằm ngủ thì nó khóc lên một tiếng. Thì tự nhiên mình giật mình dậy là mình mất ngủ. Và để trở ngủ lại trở lại nó hơi khó. Cho nên lúc này tôi mới cắm cái tai phone vô ha. Tôi cầm cái điện thoại, tôi cắm cái tai phone vô và tôi mở cái tiếng mưa trong điện thoại á. Tiếng mưa trong điện thoại thì các bạn nghe những cái tiếng mưa đó, các bạn ngủ rất là ngon. Lúc này con tôi nó khi mà cất lên một tiếng khóc thì cái tiếng khóc nó lại không có vượt lên được cái white noise đó. Nhờ vậy mà tôi không có bị mất ngủ. Và khi làm việc cũng vậy, các bạn có thể mở cái white noise lên, cái tiếng ồn trắng lên, nó sẽ giúp cho các bạn tập trung hơn rất là nhiều. Cái phương pháp số 4, nó chia sẻ cái phương pháp này tôi cảm thấy rất là vui luôn các bạn. Tại sao rất là vui? Tại vì phương pháp này nó từ lúc mà tôi xài nó, tôi thấy là tôi tăng lên cái khả năng tập trung lên rất nhiều. Những cái khác thì tôi cũng đã từng sử dụng rồi, nhưng mà cái này thì nó làm cho tôi thật sự bất ngờ. Nó đơn giản nhưng mà nó bất ngờ. Rồi bây giờ tôi sẽ cho các bạn nghe cái âm thanh này nha. Đó, các bạn có nghe cái tiếng gì không? Đó, tôi vừa cho các bạn nghe tiếng cạch 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 cạch. Đó là cái tiếng đồng hồ. Đồng hồ này không phải đồng hồ bình thường. Nó là cái đồng hồ gọi là Pomodoro. Cái đồng hồ này là cái loại đồng hồ hẹn giờ. Có nghĩa là bạn hẹn bao nhiêu phút thì dặn một cái. Dù như 25 phút, 15 phút, 5 phút dặn lên cái phút đó thôi. Và khi hết giờ cái nó rang lên một tiếng. Và tại sao nó gọi là đồng hồ Pomodoro thì tôi kể cho bạn nghe. Cái nguồn gốc của đồng hồ này á là từ một câu chuyện của một cậu bé. Từ năm 1980 thì cậu bé này mới phát hiện ra trong cái bếp nhà mình á, không, cái bếp nhà mình có một cái quả táo. Chính xác là cái đồng hồ hình quả táo mà cậu bé này người Ý. Cái quả táo tiếng Ý là Pomodoro. Đó lý do tại sao nó có tên là Pomodoro. Và cậu bé này mới hỏi mẹ sao mẹ xài này để làm gì. Thì mẹ nói là để canh giờ, mẹ nấu nước mày cần cái này để canh giờ. Thì cậu ấy mới suy nghĩ là có thể cái này giúp cho mình học tập được nó hiệu quả hơn. Đó, thế là cậu ấy mới mượn mẹ. Và cậu ấy mỗi lần cậu ấy học, cậu ấy mang cái đồng hồ ra, cậu ấy vặn lên 25 phút. Và cứ cậu ấy sẽ ngồi vào bàn họ tập trung học 25 phút. Tới đồng hồ reng cái đầu, cậu mới được nghỉ, cho mình được nghỉ xả hơi 5 phút. Và sau này thì cậu ấy mới phát hiện, mới phát triển lên thành một cái phương pháp gọi là phương pháp Pomodoro, phương pháp quản lý thời gian, quản lý sự tập trung một cách hiệu quả. Và nhờ cái phương pháp này, khi mà cậu ấy trưởng thành á, thì cậu ấy thành công hơn rất là nhiều. Nhờ đó giúp cho cậu ấy tập trung, không chỉ còn học tập nữa mà còn làm việc một cách hiệu quả. Và sau này cậu ấy viết cả một cuốn sách có cái tên là The Pomodoro Technique, tức là cái kỹ thuật quản lý Pomodoro, quản lý thời gian, quản lý sự tập trung, giúp chúng ta đạt được cái trạng thái siêu tập trung. Để vận dụng cái kỹ thuật, cái phương pháp Pomodoro này á, thì tôi chỉ cho bạn nó có tất cả là 5 bước. Bước 1 là chúng ta sẽ quyết định cái điều mà chúng ta chuẩn bị làm, cái việc mà chúng ta chuẩn bị làm. Ví dụ chúng ta quyết định là chúng ta sẽ đọc sách đó. Quyết định là chúng ta sẽ xem YouTube. Quyết định là chúng ta sẽ học tiếng Anh. Đó, cái đó là cái quyết định, là cái số 1, bước 1, quyết định. Bước thứ hai, chúng ta cầm cái đồng hồ này lên, ta quay một vòng cho tới số 25 phút. 25 phút, tại sao 25 phút? Vì theo nghiên cứu là 25 phút là cái thời gian người ta tập trung ở mức độ cao nhất. 25 phút là cái khoảng thời gian người ta có thể giải quyết được cũng khá khá việc. Đấy, có người hỏi thì sao không phải 15 phút? 15 phút thì nó quá ít, đôi khi chúng ta không làm được gì nhiều. Thứ hai, có người cũng sẽ hỏi là không phải là tại sao không phải 30 phút, 50 phút? Thì 30 phút, 50 phút cũng được, nhưng mà với một số người, giả sử như để đọc được sách trong 30 phút hoặc là 50 phút thì nó khó. 20 phút, 25 phút là nó vừa nhất trong những con số trên, cho nên người ta chọn con số là 25 phút. Rồi, ok, tiếp theo bước số 3 là chúng ta tập trung vô làm cái việc mà chúng ta đã quyết định làm. Tập trung toàn thời gian chỉ làm việc đó thôi nha, không được làm cùng lúc nhiều việc. Sau đó tới bước số 4, khi đồng hồ reng lên một tiếng thì chúng ta sẽ dừng cái việc đó và chúng ta sẽ nghỉ 5 phút, được không nào? Rồi sau đó qua bước số 5 thì sẽ như sau. Chúng ta cứ làm liên tục ha, liên tục như thế 4
cái hiệp hay còn gọi là 4 cái Pomodoro đó, 4 lần 25 đó đó, thì chúng ta sẽ cho phép mình được thưởng và mình được nghỉ là 15 tới 30 phút ha. Cái thời gian nghỉ này nó nhiều hơn. Còn những cái khoảng thời gian một Pomodoro á nó ngắn ngắn hơn là cứ 5 phút thôi. Đó. Và những cái khoảng nghỉ này giống như cái phần thưởng không cho chúng ta khi mà chúng ta làm việc một cách hiệu quả và tập trung. Rồi tôi nhắc lại lần nữa cho các bạn dễ nhớ: bước 1 quyết định việc mình làm, bước 2 set cái đồng hồ 25 phút còn gọi là một Pomodoro, bước 3 tập trung 100% cái sự tập trung mình vô để làm cái việc đó, bước 4 là chúng ta nghỉ 5 phút sau khi kết thúc một Pomodoro, tức là đồng hồ reo. Rồi cuối cùng là chúng ta làm liên tục, bước số 5 là làm liên tục 4 cái hiệp, 4 Pomodoro, chúng ta được nghỉ 15 tới 30 phút. Cứ như thế quy trình sẽ lặp đi lặp lại. Bạn sẽ yêu thích cái phương pháp này thôi. Tôi tin là áp dụng này bạn sẽ thích và bạn sẽ phản hồi. Các bạn nào làm được rồi, các bạn thấy có kết quả gì nhớ comment vô đây cho tôi nha.